Đây là nhà hàng rất tuyệt vời ở khu vực Sơn Tây, Hà Nội. Quán ở ngay đê và nhìn thẳng ra sông Hồng rất đẹp. Quán rộng rãi, thoáng mát và có rất nhiều cây xanh, chỗ để xe thoải mái. Quán nằm ngoài đê nên cũng không có nhà cao tầng. Chủ yếu quán hút khách bởi sân vườn rất rộng và khoảng view nhìn thẳng ra sông Hồng. Các bạn có thể thấy bên trong nhà hàng rất rộng rãi nhưng thực khách thường chọn ngồi ngoài gần bờ sông để ngắm những con tàu chạy qua lại sông Hồng rất đẹp. Sông Hồng rất rộng, thơ mộng, hai bên bờ là rất nhiều cây xanh, rất tuyệt vời. Đồ ăn ở đây chuyên về các loại cá, bạn hãy thử các loại cá chiên, cá lăng, cá tầm, rất ngon, được chế biến rất tuyệt vời, ăn với rau sống và rất nhiều loại rau khác. Có rất nhiều món khác đi kèm nữa, giá cả hợp lý, bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.